Nhìn mà Kiên nói em à. Anh tên là gì? Anh tên là Lâm. Thế đấy. Anh em chào cán bộ đúng Ừ, không? anh em chọc cán bộ đấy. Anh Cái em thằng này mình là cán bộ đấy. à, Đúng ra đấy. thằng nào Thằng này cán bộ. Ủa. tiền này không đủ để ấy đâu, không đủ xây nhà đâu mà xây Thế à? nhà. Cao Nguyên Đá xin kính chào quý cô bác. Chúng tôi chuyên cung cấp mật ong rừng, mật ong hoa bạc hà nguyên chất của đồng bào người Hơ Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nụ hoa tam thất, củ tam thất, hạt mắc khén, hạt dổi, măng khô, thịt trâu, bò khô, thịt treo, lạp sườn, đồ ngâm rượu và các đặc sản của vùng Đông Bắc. Thế là vợ anh chờ anh ở đây à? À. Mua được đúng cái á. Mua được cái gì rồi? Mua cái củi nào cũng được không? Mua quả ổi à? Cái này củi à? Quả ổi vâng. À. Có phải mua thêm cuốc không? À. Phải mua thêm cuốc không? À. Mua thêm cuốc không? Có phải mua cái cuốc về để làm nương không? Ờ, cái cuốc. Mua đi, em trả tiền cho. Nhất vừa rau nào. Bảo vợ thiếu cái gì thì mua đi, em trả tiền cho. Lấy đi. Đây, lấy vậy, lấy mà không nhiều rồi. Đây. Chị lấy đi. Thấy vụ cấm mà, tắm vào. Tao nhớ là mấy người vô anh Dìa thích cái gì lấy đi, chú trả tiền cho. Đúng rồi. Đi lấy đi, lấy đi. Đi vào lấy đi xong còn con đi à, về nè. Con ở à, nhà nó chờ đấy. Nếu chạy là chẳng có mà nếu chủ hạt vào có mỗi có từng bán đấy mà. Không sẵn mấy là cười. Bây giờ. Để một cái nhà. Bây giờ. Thắp một câu, thắp bỏ một câu ha. Hãy để cho gia đình chọn đó mọi người ạ. Quá. Có nhẹ nước tươi, rưới từ chua đi cho. Nếu còn nhẹ nước tươi, nhẹ đi. Nhà nước Khánh là từ xây đa trì xây nơi chùa chùa này. Bỏ chùa à? Như như thế nào? Nó tao chọn. Nhà nước nó bu rồi nhẹ dưới giản từ nhẹ thì nhà nước nó mua nhà mà. Hỏi bao nhiêu tiền à? Nhẹ nó nổi đúng không ấy? Đây là bộ chùa. Từ mông nó dùng chung thẻ này. Chua chi chua từ mông nó dưới chung thẻ này. Không nhập bao nhiêu sao? Có cô dùng cái lấy cái không lấy vò đắp như xúc thì được. Đúng, đúng, do đó. Đất thì được. Có phải lấy cái xẻng không? Mua thêm cái xẻng nhé. Xẻng? Dạ. Nhà có lương mà mấy chiếc xẻng. Kiểu ruộng, xẻng thì làm ruộng. Không làm được. Có cái nhà nó có ruộng. Vâng, thế thì mua cuốc thôi nhỉ? Mua cuốc thì cuốc nên để trồng cả sới cỏ luôn. Vâng. Nhiều cái nó ra nhiều sao nhá. Sao dìa dìa cũng thích một cái à? Mình cái nhà mình có thứ vậy. Nhà dưới nung mê cho tụi mình tụ muộn. Tụi mình tụ muộn ấy. Chả thích cái gì thì thích cái cuốc à? Không thích cái gì thì thích cái cuốc rồi à? Dìa, dìa nhẹ nu bát sư hay nhẹ nu nầu? Như con nhẹ nu bát sư à? Nhẹ tắc bát sư à? Ừ, bát sư nhẹ ngấy ngấy. Là thích cái gì hả cô? Vâng, thích cái quốc khác à? Lấy con dao to này không tốt hơn à? Thích cái này à? Đâu à? Chú xem nào. Có nhẹ cái này cho tụi muộn. Cái này hay cái kia?
Quay cá rồi. Hả? Nhà chị nhỉ? Hả? Gì à? Thích cái này hả cô? Đấy sới ngô thì nó... Vâng. Nó từ hai cái túi xá mà nó từ cho khác một cái héo. Chỉ mua chị. Anh có mua giày mới không? Giày á? Ừ. Mua giày mới đi. Cái này nó biết cười rồi này. Nhấc chân lên, nhấc lên này, nhấc lên à. Nhấc ngón chân lên đấy. Nó biết cười rồi. Có mua cái mới không? Mua đi, có. Mua đi. Có đâu? Đây. Đâu mang ra xem nào. Mới mua. Vừa mua à? Ai mua cho đấy? Mới mua đấy. Vợ mua cho à? À. Không, rồi giúp nó cháy. Sao vừa bảo là có rồi mà? Đâu? Có mẹ. Đâu? Vợ có đổi giày không? Cô hỏi vợ xem là có đi giày không, với cả con có đi không? Hỏi hai mẹ con có đi không? Thằng này. Cô hỏi cả thằng này và Diệp có đi không? Chị nhỉ à? Thế thích cái nào? Đi thử vào chân đi. Đi thử vào chân đi, cho chân vào. Cho chân vào để đi đi. Anh xấu hổ hay sao nên mình hỏi có chưa bảo có rồi. Vừa không? Cái này vừa chưa? Hả? To quá à? Cho hẳn chân vào đây này, em bảo. Cho hẳn chân vào đây, không làm sao hết. Cho vào. Lấy tay cho vào đi. Đủ chưa? Đủ không? Vợ đi xem nào. Con thế 43. Vợ anh có biết số không? Có. Vợ có à? Đúng chưa? 43 đây. Đưa cái này xem nào. Người bé bé mà chân to thế. Ồ, chân mày to đấy. À. Đây, hai vợ chồng mỗi người một đôi rồi đúng không? Thế Dìa thích cái gì nào? Cậu thích mỗi cái cuốc bé thôi để đi làm ngô thôi mọi người ạ. Đủ chưa? Có mua cái gì về ăn không? Hả? Có mua cái gì về ăn không? Anh Cơ. Có phải mua cái gì về ăn không? À, mua cá khô. Không, không, ở đây không có thịt lợn cô nhỉ? Thịt lợn tươi ấy, không có à? À. À.
À. Thế thì lợn tươi và thế chắc cô cho cân cá khô về ăn trước đi cô ạ. Anh cân một cân cá khô hộ em á. Gia đình có vẻ chả thích gì, chỉ thích có mỗi mấy cái nông cụ để sản xuất trồng trọt. Vâng, cháu thấy mấy con dao ở trên chắc là cô cho à? Mỗi người một con dao à? Vâng. Tùy cái này tùy gia đình tự chọn nhá. Ừ. Không thì lấy 10 cân gạo thôi. Gạo 8 thơm vị biên đi con. Vâng, gạo đấy là bao nhiêu hả cô? Gạo đấy là có loại cô có loại 20 này, 19 này. Cái loại 308 à? 308. Làm 20 cân đúng không? Còn gạo 8 điện biên là gạo 10 cân. Vâng, 10 cân là hay là 200 nghìn, 20 nghìn một cân. Thế cô cho cháu một bao gạo đấy đi. Vâng. Nhà có chỗ để đâu, lấy 10 cân một thôi. Mang lên khéo là chuột nó ăn hết. Có một cái hộp nhựa ấy cô. Giường ngủ tại bếp luôn. Rồi chung hết. Giường này không tự chứ. Vâng, vâng, chung hết tất cả luôn. À đúng rồi, mua thêm một cái lu cỡ đi. Ừ, mua thêm một cái này nhá. Ủa, gạo bên này đắt thật. Hay là bây giờ giá gạo lên rồi mình không biết nhưng mà cao thế. Đẹp đấy, hợp đấy, chị hợp với màu xanh đấy. Đẹp với nói tiếng Mông là như này. Dạ là dơ dông. À, dung dung à. Cái này là cái này. Nay cho gia đình mua bán thoải mái. Vâng ạ. Quần áo đây không phải mua đâu đúng không cô? Là thầy giáo ấy cả mọi người cho hết rồi đúng không? Vâng ạ. À, quần áo của người Kinh cho thì thích đúng không? Người Mông cho người Mông là không, mình không thích. Người Mông cho người Mông thì người Mông muốn giá giảm. Vẫn muốn mua thêm một cái nữa à? Mua nhiều cái này không trông được có sợ mất không? Mua cho vào cái hồ ấy. Hồ mua mình mua đây mà. Mua khi mua đây mà. Khi nào nó hỏng thì mua tiếp. Bây giờ mua về có dùng hết đâu. Chị đang sợ là ấy. Sợ là sau đây hỏng không có cái gì dùng. Bây giờ mua thì có mình ở đây thì kiểu là các bác gửi tiền hỗ trợ để mua luôn một thể để cất đi để dùng dần. Mua nhiều quá về không cất không dùng đến để trong tủ thì có làm gì đâu nhá. Khi nào hỏng thì em lại mua cho nhá. Được không? Quả vợ ấy được không? Được đúng không? Ừ. Cô tính tiền nội cháu ấy. Có một cái đấy ạ. Hai dao, hai cuốc, hai giày, một gạo, một lu cờ. Bao nhiêu tiền hả cô? Sáu trăm sáu mươi, đây là 500 này, 600 này,
Ủa, hết sạch tiền trong ví luôn. Hết rồi đấy. Cô còn ăn tàu đấy. Cô cầm hộ cháu ấy, 50, 10 nghìn. Đủ rồi nhá cô nhá. Vâng, chào. Chào cháu xin. Vâng, cháu cảm ơn. Đi, chúng ta về thôi. Vâng, cháu đi cùng lên trên nhà. Cùng lên trên nhà mình ấy. Đi lên trên nhà mình mà ăn bữa mắt mềm mén bỏ là nhiệt tam bỏ là mình ăn chung thì bại nhà khoang nhà khoang mới biết à rồi người nhà khoang biết mình mà. Rồi biết rồi nhá, đi về đi. Hai cái gùi đâu, hai cái gùi củi để đâu rồi à? Hai cái gùi củi cái gỗ để đâu rồi? Có thì gõ vào khoang mới vào nước trẻ. Tại chỗ ấy. Người yêu chỗ đi học. Đấy. Có chỗ tăng đấy. Có chéo. Được không? Đi đi chú hộ báo gạo cho. Nói là gia đình chả thích cái gì mọi người, chỉ thích quốc xẻng thôi. Thực sự là khi mà lên đến đây muốn mà mang những thứ gì nhiều thì không thể nào mà mang được. Cả gia đình là toàn những người sức khỏe kém. Anh chồng mua được đôi giày là đi từ ở chỗ cửa hàng về nhà luôn đây này. Cái đôi giày cũ là cho vào túi để mang về để đổi kem rồi mọi người ạ. Cô Linh bảo là từ ngày bị người ta đánh ấy, không làm được cái việc gì nặng, chả mang vác được cái gì. Đi lấy nước thì mang được đúng 3 lít nước thôi, tương đương với 3 cân ấy, đeo lên vai. Cắt đi gì à? Gì à? Cắt đi. Đấy, sau khi đổi được cái củi đi về này, chị đang thử đi giày này. Có vừa không chị? Không. À. Dung dung à? À, lúc nãy lên ấy thì sáng không mua được rau, nhưng cuối cùng có rau này để mua cho gia đình hai cây bắp cải nữa. Cái chỗ này là hai cây bắp cải này là 30.000 đấy mọi người ạ. Quả dưa hấu thì sáng nay mình mua là 50.000 đấy. Mấy con dao này nữa. Nói chung là đắt, cá khô nữa. Cái đấy thì để tối ăn nhá. Bây giờ thì mình sẽ nhờ gia đình đứng ra bên này để gửi lời cảm ơn đến quý khán giả nhé. Cảm ơn đến các bác cũng đã chia sẻ với gia đình. Anh Cơ ơi. Hả? Anh bảo mọi người nhà mình đứng ra chỗ này đi, xong rồi mình gửi lời cảm ơn đến mọi người đã gửi tiền hỗ trợ cho mình nhá. Vâng. Được không? Hả? Anh bây giờ anh bảo vợ này, bảo con này với anh ra đứng ở chỗ kia. Xong để mình nói lời cảm ơn đấy. Nhá. Đầu óc anh không được tỉnh táo, nhưng mà mình nghĩ là vì cái việc mà nói về số tiền ủng hộ hỗ trợ gia đình nhà anh ấy thì anh có thể nắm được. Đây mình sẽ nhờ gia đình đứng ở đây. Khoa chân nó này. À đứng đây này, đứng đây này. Đứng đây đấy. Đứng lên một tí, lùi lên một tí, đứng ở chỗ này. Ừ. Chỗ này chân đấy. Đây chỗ này, chỗ này. Đây, anh đứng đây. Nào, cả vợ cả con nào, nào đi ra đây nào. Chị đi tìm gì đấy? Vợ đi tìm cái gì đấy? Loại lấy chỗ muốn nhiên ạ. Đi vào đứng đi. Muốn
À, cái danh sách này thì mình cập nhật trên điện thoại, bây giờ vẫn còn đang thiếu đấy, hai người nữa. Thế nên là các bác chờ một tí nhé. Chắc lâu hay không? Ừ, nó khén nữa thì nhớ này. Người ta học gì nghe này. Nhưng nói chuyện mua chị có vẻ đang rất là thích cái con dao ngày hôm nay được mua ấy. Chọt. Sao đây? Mà bà ta cũng thứ hai tàu lớn này, nó hai tàu nẻo, cũng thứ hai tàu thủ bảo lộ mới cho con chạy đây, mà hai tàu nẻo, sau thì tôi sang đây tôi nhìn nó đó, mà tù tin tại nơi tua mà hai đi nó, mà bay xe nó đấy, cú hụ điện đầu tua đấy, hụ điện đầu tua tàu đấy, thủ bảo lộ tua nó đấy, lùi cho các tôi ý lửa nó đấy, lùi cho các tôi xuống này ý lửa, mà rồi cho các tôi gà mình gì. Ít khỏi khổng mình gì cho các tùa hết mà lấy yêu cho tôi sửa mà lấy cho tôi sửa cho không trả nó hay nó nhá xong bắt chế mò hai tuần chế chéo bây giờ bắt chế là được ba lẻ bỏ cho tôi nó bỏ là những cái tôi chủ không trả nó nếu mà hay chờ những khó ăn gì hết rồi nhân chỗ mà. Sinh chưa? Chậm chưa? Sinh rồi đúng không? Đây nhá. Em bảo này, em thông báo cho gia đình nhá. Từ cái hôm mà đi vào gặp được anh ấy, chia sẻ cuộc sống của vợ chồng nhà anh và các cháu, thì cũng rất là may mắn nhận được cái sự hỗ trợ của các cô, các bác, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước và các mạnh thường quân ấy, thì gửi cho gia đình tổng cái số tiền đến bây giờ mà em nhận được nhá. Thì đầu tiên là có anh La ở Mỹ này, gửi cho anh là 5 triệu đồng, hỗ trợ là 5 triệu. Đấy, anh Quang ở Hà Nội là 200.000 đồng. Bác giấu tên ở Hải Phòng thì gửi 5 triệu. Thì trong đó là hỗ trợ cho anh 4 triệu. 1 triệu là hỗ trợ kinh phí cho cao nguyên đá để lấy tiền xăng xe đi lại. Gia đình của cô Catherine ở Mỹ gửi cho anh là 700.000 đồng. Tổng cái số tiền mà bây giờ em đã nhận được cái tiền ủng hộ cho gia đình ấy là 9.900.000. Rồi, và hôm nay mình đi mua nhá. Đi mua này. À, bao gồm là có mua giống ngô này là hết 300 này, quả dưa hấu là 50.000 này, hai cây bắp cải là 60.000. Hai cây bắp cải là hai cây bắp cải là 30.000. 30.000 chai ba chai nước nữa là 30.000 nữa là 60.000 đấy, cộng với 660.000 tiền hôm nay đi mua, bao gồm là có lưu cỡ này, này dao này, tất cả các thứ nhá, giày dép các thứ là 660.000 đúng không? Cái tổng cái số tiền của mình ấy đã mua hết ngày hôm nay ấy, hết là 1.130.000 nhá. Số tiền còn lại là 8.770.000 đồng nhá. Anh nhớ chưa? Anh nhớ rồi. Cái tiền này ấy là em sẽ giữ. Sẽ để gia đình là phải cố gắng là xem trong để về để chuyển cho cái nhà ở dưới kia để ở nhá. Được không? Được đấy. Được nhá. Được đấy. Thế làm nhà dưới kia có vé ở không? Có đấy. Có à? Bây giờ làm cái nhà đấy hết khoảng bao nhiêu tiền? Hết là bây giờ tôi chơi bông bạch trắng nhẹ này rồi, thay nhọc này. Làm giống người ta đấy hết khoảng bao nhiêu tiền? Mua rồi tiền tiền là bông bạch trắng này. Chú tôi xin cho ta rồi.
nó quên. Thế à? Nó quên. Ừ, thế bây nó, giờ nó ra cho tình người ta làm rồi mà quên. Nó... hỏi câu này thì với gia đình cũng khó, nhà gỗ nhà sắt rồi nhà mà đông anh em, nhà ít anh em, nhà phải đi thuê nhân công hay là không phải thuê thì cái này thì... nếu như cái số tiền các bác gửi thì mình nói thật là cái kinh phí ít nhất nó là phải 100 triệu đồng thì mình mới khởi công làm nhà được. Đã 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi thôi người ta làm. 4 triệu rưỡi? Vâng. Làm nhà gì? Là nhà bô lô ấy. Nhà bô lô đấy. Vâng. Cái nhà ngày xưa hết 4 triệu rưỡi thuê người ta làm. Chưa là hết. Chưa làm hết mà 4 triệu rưỡi tiền công. Vâng. Ai chà. Thế là ca học đấy mà mọi người nhìn lại cái nhà hôm nay xuống ấy. Plo trọ thật ạ. Đấy, đúng rồi. Đấy. À 4 triệu rưỡi bro cái nhà đấy á. Vâng. Wow. Chỉ có đúng rồi, chưa làm hết ạ. Thôi được rồi này. Lâu trọ tàu đấy. À. Lâu trọ chị. Rồi nắm được rồi, từ từ đây. Người ta phát là tiền dùng. Vâng. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Là thuê người ta dùng cái nhà bro. Ừ, thôi người ta là làm một tí thì cháu mình cũng có đi công bà. Ê, thế. Giờ đi. Đúng đấy, nóng bọt lại đúng thật. Rồi biết rồi. Rồi. À, bây giờ nào, bây giờ anh thay mặt gia đình thì mình gửi lời cảm ơn đến mọi người đi. Vâng. Thấu. Ừ thì mình nói đi ấy, mình bảo là mình tên là gì? Anh nói đi. Anh tên là gì à? Anh nói đi, anh cảm ơn mọi người đi, nhìn vào kia nói mà. Anh tên là gì? Anh tên là Lâm. Bây giờ đấy. Anh mà. Ờ, của em á. Anh phải nói lời cảm ơn với mọi người. Không hiểu mới. Không hiểu. Mình nói cảm ơn mọi người ấy, xót xanh ấy, áo ua cháu ấy. Chào anh. Chào anh. Đúng rồi. Chào cán bộ của anh. Ừ. Chào cán bộ của anh, xe phép của cán bộ của anh về đây. Đấy, cho các thứ của mình, cho vào nhà mình. Thế thì là đẹp quá. Thế thì là anh có đèn. Ôi, happy. Sao hết pin rồi? Đâu đây anh cảm ơn đi, không lấy hết pin bây giờ. À, sẽ nói lưỡi kéo sau nhá. Ừ. À, thế thì chào anh nhá, anh vào đây. Thế thì anh, cái gì anh cũng cho, cái gì anh cũng cho, không thám mát thế nào. Đó. Thế thì gọi đến sau. Thế thì có cái gì thì mình gọi sau nhá anh à. Đấy, chào anh thế rồi có phải không? Rồi đúng rồi, cảm ơn anh nhá. Chào anh nhá, anh về đây mưa nóng khó anh quá đấy. Đấy. Ta nói tiếp nào. Nói tiếp vào nhá. Anh về từ lúc bây giờ thì từ lúc mùa giờ nhá. Anh về từ lúc mùa giờ. Đấy, đến bây giờ mà đánh 2 giờ. Đấy, anh à, anh em chào. Em về sớm hơn anh, em vâng. Em về trước lúc 1 giờ mà. Vâng, đúng đấy. Thế thì anh em về chào. Chào cán bộ. Đấy, anh em chào cán bộ. Đúng rồi. Đấy. Anh em chào cán bộ đúng không? Anh em chào cán bộ đấy. Anh cái em thằng này là cán bộ đấy. À. Đúng ra đấy. Thằng nào? Thằng này cán bộ. Đúng thằng rồi. Thằng trong kia là cán bộ à? Đúng rồi. Đúng rồi. Phải không? Phải. Mày nói đúng rồi, không nọ mình cũng phải làm thế. Nhá. Bây giờ rồi em cảm ơn anh nhá. Bây giờ anh bảo các con này là nói theo em nhá. Và bảo là nói theo em sẽ nói là chúng cháu cảm ơn. Và nhiều chưa hiểu không? Hãy giả đi và giờ phải hãy chúng cháu cảm ơn nhé. Đấy. Hãy cảm ơn cháu. IOP đang là chúng cháu cảm ơn nhé. Được không? Đấy. Nói được không? Ba bốn người. Hai rồi mẹ. Nhá, hai nhá. Hai đi. Nào, nói nào, chúng cháu nào. Hai chúng cháu. Chúng cháu cho cán bộ. Nào, chúng cháu. Chúng cháu cho cán bộ. Cho cán bộ. Cán bộ về đây. Cán bộ thì cái gì cán bộ cũng về mét đấy, nói. Chúng cháu cảm ơn. Chúng cháu cảm ơn. Chúng cháu cảm ơn. Đúng rồi, giống kiểu uất cháu ấy. Uất cháu. Chào cán bộ. Anh em chào cán bộ. Thế thì là điều không? Thế thì hôm trước thì cán bộ về đây,
cái gì cái cán bộ cũng phải cho mình hành đấy, thế thì nó cũng cao trưởng cho cán bộ. Lúc nào cán bộ đi có bạ đấy thì cán bộ phải từ nhớ em, nhớ anh em cũng phải nhớ cán bộ nhá. Rồi em bảo đấy. Em bảo này à. Bây giờ nhá, đi lấy củi mà đổi được sản 60.000 ấy thì bảo vợ con với cả anh là chịu khó đi lấy củi để kiếm tiền để con đi sửa nhà đấy, để là, ở nhá. Là ừ, nhá. Là mình có tiền thì mình sẽ góp chung vào cái tiền này để đi sửa nhà ở nhá. Là chưa? Nhá nhá. Ừ. Thế có biết là bây giờ nhà mình đã được hỗ trợ là còn bao nhiêu tiền không? Ừ, biết là mới bao nhiêu tiền là gì á? Bông là nhiên đồng thể. Có à, là bao nhiêu? Thế là mới 700. 700 triệu ấy. Có phải không? Thôi được rồi, cái này thì thông báo ở trên video rồi, tất cả mọi người đều biết rồi. Cái này là yên tâm nha, em không lấy được của anh đâu, được chưa? Nhưng mà em sẽ hộ anh để giữ cái tiền này. Và để chờ mọi người hỗ trợ thêm. Hỗ trợ xin thêm. Mọi người hỗ trợ thêm. Để nhà. Nhưng mà bản thân anh này với vợ này với cả các con nhá là vẫn phải đi lấy củi để tiết kiệm tiền để làm nhà nhá. Chứ không có ai cho mình không đâu. Ồ không ạ. Nhớ chưa, mình phải đi làm thì người ta mới giúp đỡ mình, với hộ mình. Nhá. Ừ. Đấy, giống như anh cháu nói là cán bộ. Cán bộ nói là đúng. Đấy. Các bác thân mến, thì vừa rồi thì gia đình nhà anh cũng có gửi lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm cũng như là quý khán giả trên kênh, thì qua đây cũng cho Cao Nguyên Đá xin phép được thay mặt gia đình được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã hỗ trợ gia đình thế ngày hôm nay. Câu chuyện thì mọi người cũng biết rồi, gia đình thì chuyển lên đây ở là cũng 4-5 năm rồi, cuộc sống rất là cực khổ. Qua những cái thước phim, qua những nội dung video mình cũng đã chia sẻ cái cuộc sống thực tế của gia đình như thế nào, thì cũng rất mong là các bác hỗ trợ trợ duyên cho gia đình. Còn trong những video trước mình chia sẻ thì là không mua cái gì cho gia đình ấy. Thực ra thì mình cũng đã nói, cũng rất muốn là làm sao mà chia sẻ nó thực tế nhất cái cuộc sống của gia đình. Còn những cái phần kinh phí của các bác gửi thì Cao Nguyên Đá xin phép là tổng hợp chung vào một cái quỹ và sẽ mua những thứ cần thiết cho gia đình. Còn hiện tại thì bây giờ còn rất thiếu rất là nhiều thứ, mà đường đi lên đây thì là đường xá vô cùng xa xôi và khó khăn. Ngoài ra nữa thì cái việc là mình cũng đang có di chuyển một mình thôi, vậy nên là cũng không thể mang vác được quá nhiều đồ. Thế nên là sẽ mua cho gia đình dần dần từng thứ một, những cái gì cần thiết nhất thì sẽ mua thôi. Còn mục đích chính là vẫn mong là sẽ đưa gia đình về bản để ở, chứ không ở trên này nữa mọi người ạ. Tương lai là còn ba cháu nhỏ ở đây này, còn cho chúng còn đi học nữa. Không đi học thì ít nhất là xuống dưới kia thì cũng có thể nói là tiếng phổ thông, tiếp xúc được với mọi người. Vì thứ hai là các cháu sẽ được xem vô tuyến, hay là ít nhất là được gặp gỡ người qua lại. Chứ ở trên này thì cả năm cả tháng thì cũng chưa chắc đã được gặp người. Riêng của hai bé gái ở đây là cứ sợ người này. Đây cả đang trốn sau lưng mình đây. Đấy, đúng rồi, cán bộ ạ. Đúng không? Đấy, đúng ạ. Đúng à? Rồi, đúng. Đúng nhá. Thế phải cố gắng cùng nhau nhá. Vâng. Ừ. Nào, bye bye nào. Bye bye nào, bye bye nào. Đây, cá bộ ấy, chẳng bắt bay đâu. Cán bộ nha. Cá bộ nha. Cá bộ nha. Đấy. Em bảo này, thế hôm nay là mua được dao rồi, mua được lu cỡ rồi. Mua được cả giày rồi. Thế bây giờ mình có phải mua thêm cái gì nữa không? Có, ôi, chỉ nhập cái gì cả quốc rồi, không mua thêm cái gì không? Chỉ nhập cái gì không? Nhỏ, nó giờ vậy giờ cho tôi huấn luyện rồi mà chị xuống đó. Chị vợ chị đang là mài lại dao này, đang thử con dao. Nhỏ. Có thể à, thì có thể chỉ mua rượu ha. Rượu gì? Rượu. Ôi lẽ này phải dùng bulu kho thế, còn chứng cái gì này phải dùng là. Đừng nói cái gì cho dối thiệt. Đại. Gia đình thì đang bàn bạc đấy. Ôi này, quên đấy, uống thuốc chưa? Mấy đứa bé này hết ho chưa? Tối nhá, tối ăn cơm xong cho con uống thuốc vào nhá. Vâng, tối ông. Vâng. Chưa tao ấp đấy, cho tao vô để nói. Cơm trưa là quên không dặn, không uống thuốc mọi người. Giờ chiều rồi, 3-4 giờ rồi. 3:10 rồi. Ôi giời ơi. Thả cho chú ấy, anh chị nếu mà chết rồi. Ôi giời ơi. Bùi gió chị hả?
vì nếp của gió chị ấy, chúa chị ấy, giờ của... Sao tình hình như nào? Dạ. Hả? Dù chế nó. Có cần mua cái gì không? Thì giờ là... Ôi, nó chế tổ chế rồi nói này. Hả? Dạ, xì mò tế xài à. Mua xi măng á? Mua xi măng. Mua xi măng xây cái gì? Xây nhà. Mua xi măng xây nhà à? Ừ. Mua xi măng không chưa, mình mua nè. Mua chưa? Ừ, mua nhà khoảng. À, xây nhà. Ừ, mình xây nhà nào? Xây nhà ở nhà mình. Nhà mình những có gạch đâu mà xây? Nó sợi nó sụp đất quậy, nó xài vỏ đất, xài vỏ à, đất nó bị sạt xuống dưới à? Vâng, nó phải đi xây chỗ đấy vào. Ừ, nó chỗ đấy vào nó mới đẹp. À, xây chỗ đấy là mới đẹp. Không, mua cái khác cơ mà, mua cái sinh hoạt gia đình cơ mà. Ừ, nhưng mà vô đuổi chia luôn. Điện này không đủ để ấy đâu, không đủ xây nhà đâu mà xây nhà. Giờ mà xây ở chỗ đồ xe xíu, giờ con mà tối giờ thì chậu ga. Nó bỏ là cái cù nhà đấy, cái cù nhà này có khi là nó sợ vỡ. Ừ. Ở nó mấy năm rồi. Tôi chạy xuống đây rồi. Ai chú tú tỏ ở trong tên nào, nhìn nhìn được chưa? Thì thôi em. Cái việc hai tuổi. Ừ. Cái cột được 2 tuổi rồi. Sợ nó đổ. Sợ nó đổ. Nó ngã nó đổ. Rồi em biết rồi nhá. Sợ nó thủng. Tiêu. Sợ muối à? Thế thì để hôm nào đi xuống xem nhá. Vâng. Thôi bây giờ em đi về đây, bây giờ em còn đi về tận thành phố cơ, đi xa lắm nhá. Vâng. Cho em đi, em xin phép em đi về trước nhá. Cho xin lại. Ăn cơm đây, ăn nướng đây. Thôi em mà ăn làm sao mà anh còn cái gì mà ăn, em ăn hết dừa của anh luôn đấy. Ừ, ăn đi, ai cũng được. Gia đình đã ăn hết sạch dừa rồi. Nhá, cái dừa đỏ đỏ kia gì để tí nữa cho các con ăn nhá. Ừ. Mấy đứa nó ốm ấy mọi người ạ. Đúng rồi, thì làm nhà phải mất tiền chứ. Mất tiền này mới mua cả xi măng. Đúng rồi. Đổ ra mà. Ờ, làm nền nhà. À. Thôi được rồi, em bảo này, cái này để cứ từ từ nhé, để phải xuống xem nhà đã nhá. Ừ. Cái dây giày của anh đâu, xỏ vào đi. Thích quá, quên mất là không xỏ dây rồi. Thôi em đi về đây, mù chế đây. Ờ, mù chế nhá. Chào nhá, không sắc, gặp lại nhau sau nhá, chào Diền nhá. Ừ, chào chị nhá. Ừ. Nào, đây anh mượn anh xem tay này. Này, mọi người nhìn này. 9 tuổi thôi. Bàn tay này còn hơn cả bé và bên kia cơ. Rắn giỏi như tay người đàn ông luôn. Tay mình bây giờ còn không chai sạm như tay cậu bé này. Nào cho đi nhờ nào. Nhà vướng cây quá. Bước qua. Ờ, em đi về đây. Chào nhá. Bye bye. Ừ. Cất gạo đi, cất cái này vào trong nhà đi. Mang vào đi. Vâng. Ừ, cất gạo vào nhá. Ừ. Em đi về đây. Vâng. Ừ, được. Hôm nào lại vào nhá. Ừ, chào cán bộ à. Rồi, cán bộ chào gia đình nhá. Vâng. Các bác thân mến, thì ngày hôm nay cũng mua được cái mấy thứ nói chung là gia đình cần rồi. Còn thì một số thứ nữa, một số đồ nữa thì mình cũng sẽ mua cho gia đình sau. Phải nói là ở trong này là trong xã ấy, nên cái việc mà mua những cái đồ khác là cực kỳ là đắt ấy. Có những cái giá mà mình phải nói thật là giật mình luôn. Mình không nghĩ là cái bao gạo 10 cân mà 200 nghìn đâu. Bình thường nhé, ví dụ mà ở bên Mèo Vạc ấy, mình mua những cái gạo mà thời điểm gạo mà cao mà đắt nhất ấy, thì nó rơi khoảng tầm 300 nghìn thôi. 280 nghìn, một bao 20 cân, 300 nghìn thôi. Chưa bao giờ là có cái giá là 200 nghìn một bao 10 cân cả. Thế nên là rất là đắt. Có những thứ đấy mình nghĩ là mình sẽ phải mua từ ngoài
thị trấn mang vào trong này. Thị trấn đi cách đây khoảng hơn 30 cây số. Đường thì bây giờ người ta đang làm ấy, nó bụi bẩn với cả là khó đi lắm. Thế nên là việc đi vào di chuyển vào đây thì cũng mất thời gian cũng tương đối. Ngày hôm nay thì mình cũng có hẹn với anh em đi rừng. Thế nên là cũng xin phép là gia đình về sớm để kịp ra ngoài kia để đón anh em khi mà anh em mới về. Chứ nếu như mà không kịp đón là rất là sợ là anh em là sẽ không để phần cho mình nữa. Sẽ bán mất này, hoặc người khác mua mất này. Và thêm một cái lý do nữa là sợ là các bác phải chờ lâu. Bây giờ mọi người cùng chờ cao nguyên đá sau khoảng tầm hơn 3 tiếng đồng hồ nữa. Mình di chuyển về đến thành phố nhé.